ở bên này bất ổn lắm mọi người. Ơi, mình tụi mình rất là sợ cái tình cảnh là đông người họ bu nạp và họ giật đồ, tại vì trên người mình có những cái passport, những cái giấy tờ quan trọng để có thể trở về nước. Thì ủa sao tắt rồi? Anh kiếm gì? Điện thoại hả? Vì lấy cái điện thoại rồi. Có không vậy? Có không? Đúng không? Bị lấy cái điện thoại rồi. Đu. Ôi nào. Mơ lấy nè. Đây là đối tượng mà vừa dàn cảnh lấy điện thoại của các anh em khi Bùi Hồ mới qua được. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô của đất nước Ethiopia, đó là thủ đô Addis Ababa. Và ngày hôm nay thì các anh em sẽ quay về lại Việt Nam sau một cái chuỗi hành trình gần 10 ngày ngay tại một cái đất nước châu Phi xa xôi. Cô bác quý anh chị thấy Bùi Hồ đang mặc một cái áo ấm không? Thì hiện nay là đang ở thủ đô Addis Ababa, nhiệt độ khoảng 12 độ C thôi. Có nghĩa là khá là lạnh. Một cái điều bất ngờ khi mà ngay tại thủ đô này, các anh em cứ nghĩ rằng là ở đây thì nhiệt độ khoảng từ 30 cho đến 40 độ C, nhưng mà không ngờ là nhiệt độ cũng khá là thấp. Thì tối thì nó khoảng tầm 10 độ C đó cô bác quý chị. Và trước khi về lại Việt Nam thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý chị biết về một cái thủ đô rất là sầm khuất ngay tại đất nước Ethiopia, đó là thủ đô Addis Ababa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình ha. Ok. Ở Addis Ababa thì giống như những cái đất nước khác mà Bùi Hồ đã từng đi qua, đó là họ sự không có bóp còi xe. Và bây giờ thì sẽ đi qua cái con đường này nha cô bác anh chị. Mặc dù là ngay tại thủ đô nhưng cơ sở vật chất ở đây còn khá là gọi là yếu kém á. Và một cái tình trạng đó là họ gặp những người khách như mình á thì thường hay có cái tình trạng gọi là chặt chém. Nói sơ lược về đất nước Ethiopia một tí xíu nha các bác anh chị. Ethiopia là một đất nước nằm ở khu vực phía đông của châu Phi, ở phía đông thì giáp với Somalia nè, phía nam thì giáp với Kenya, phía bắc thì giáp với Djibouti và một nước nào nữa đó mà Bùi Hồ quên rồi. Ở dân số của Ethiopia thì khoảng 100 triệu dân, có nghĩa là bằng dân số với lại Việt Nam, nhưng mà diện tích đó thì gấp 3 lần diện tích của Việt Nam. Như vậy đa số địa hình chủ yếu là đồi núi. Đây là một loại đậu, và đây là cửa hàng nhanh tại Ethiopia Addis Ababa. Vải là một cái thứ gì đó rất là xa xỉ đối với những người dân ở châu Phi. Không. Việt Nam. Ở đây là một số người họ đem từ những cái vùng xa xôi á, đem lên đây họ bán nè. Những cái cây gừng, có cả những cái đồ đựng cà phê, trong khi đồ gót cà phê. Và đây là một cái vỉa hè, một cái cà phê vỉa hè ngay tại thủ đô, cũng có văn hóa vỉa hè ha. Phi là một cái điều gì đó khá là lộn xộn. Những cái chiếc xe như thế này chở rất là nhiều khách luôn.
đây là một cái khu sầm khuất nhất rồi, nhưng mà nó vẫn còn khá là lạc hậu so với những cái nước khác. Cái anh thanh niên anh ngủ trùm lại. Một chiếc xe công an. Đây là một ông cụ người ăn xin ngay tại đường phố Ethiopia. Đây là những cái cuốn kinh của Công giáo. 90% là người dân Ethiopia họ theo Công giáo. Và những cái cây đánh giá này. Và đây là một ông cụ đang ăn xin ở trên đường phố. Rất là nhiều thanh niên có vẻ khá là khổng của bác mình. No. No. Có rất là nhiều người thanh niên. Và một cái điều gì đó ở Ethiopia rất là bất ổn. Những bạn nữ mà ở Việt Nam á, mà muốn xin một cái visa để du lịch ở Ethiopia thì đa số họ không được chấp nhận vì cái tình hình bất ổn tại nơi này. Bên đây là những cái cơ sở bán những cái đồ xây dựng ngay tại Ethiopia, ngay tại thủ đô Addis Ababa. Giống như là những cái kiosk của bác anh chị. Giờ sẽ quay lại đi hướng bên kia ha. Để rửa xe, xà phòng rất là nhiều. Em Phong đang bị một cái người dân trèo kéo. What do you want, man? No. Đây là một cái cửa hàng bán cà phê ngay tại Ethiopia. Giống như trái nổ ha. Shimbra. Yeah. Shetu. Salve chat. No. Itina. Itina. Yeah. Ah. Yes. You will see. Không biết cây gì luôn. Natural.
Oh, ish. Yeah. Okay, thank you. Okay. Hi, coffee, didn't. No coffee. Đây là cái gian hàng bán đồ. Những cái quán cà phê rất là nhỏ. No. You need to be careful your phone. Có một cái anh thanh niên giống như là theo mình theo kéo một cái vấn đề gì á cô bác anh chị. Đây là những cái kiosk bán cà phê. Cà phê là một cái gì đó rất là quý ngay tại Ethiopia mà Bùi Hồ đã nói ở những video clip trước. Đây là giống như những cái gian hàng cà phê á. Yes, yes. Why you take picture? Yes. Salam luôn. Ni hao. Ở đây là những cái chiếc xe giống như xe lượng gác của chính phủ. Hello. Cái nơi mà người dân họ bán nước này cô bác quý vị. Vô can nước như thế này họ bán. Cô bác quý vị có thể thấy được rằng là người dân Ethiopia họ rất là thích uống cà phê vào một buổi sáng. Hiện nay thì ở Ethiopia là 11 giờ rưỡi. Là 4 tiếng so với Việt Nam là khoảng 3 giờ chiều. Hi.
Người dân Ethiopia thì sáng có thể là họ không ăn bánh mì nhưng mà họ bắt buộc phải uống cà phê. Và cho rằng cà phê là một cái thức uống có thể thay bánh mì. Đây là những cái gian hàng cà phê của họ. Cô bác quý chị có thể thấy là khi mà họ đưa những cái máy phải quay thật là cẩn thận, tại vì người dân họ thì không có thích quay phim chụp hình, và khi mà quay phim chụp hình đó thì họ đòi tiền, money photo. Có một cái thanh niên đang theo mình để xin tiền. Đây là cái cách rửa xe ở Ethiopia. Họ rửa xe là chỉ có những cái thùng nước chứ không có giọt sạch gì cả. Vì đối với người dân châu Phi ngay tại thủ đô này, nước là một cái gì đó rất là quý hiếm. Chỉ cần 2-3 thùng nước mua từ những cái nơi khác đem lại và họ sẽ rửa. Họ luôn nói với mình là có phải là người Trung Quốc hay không, và mình nói là mình không phải là người Trung Quốc. Đây là cái cách người dân họ gang hàng cà phê, gang trên một cái bếp than, được những hạt cà phê này tóc bỏ ra rồi.
cái phần ổi ở trong hạt ở trong cái này được sử dụng cho những người có tiền, còn vỏ cà phê đi sử dụng cho những người không có tiền. Thơm. Anh chia sẻ cho mọi người cái lá này cho rõ đi. Đây là một cái lá mà người ta khi mà châm một cái ly cà phê nóng lên á thì người ta sẽ ngắt một cái lá này để vô cái ly cà phê để tăng một cái hương vị cà phê, và đặc biệt khi ở Ethiopia không uống cà phê và không có lá này thì coi như là mất ngon. Nó có một cái tác dụng kích thích đối với cái bao tử của mình, đặc biệt là hệ thống tiêu hóa của mình á, và mình cũng thấy rất là thơm, nó giống như ngải cứu của Việt Nam mình hay không ha. Bây giờ hai anh em sẽ thưởng thức hai ly cà phê ngay tại đường phố của thủ đô Addis Ababa. Đây là hạt cà phê nè, đã gan sẵn nè. Cái bình ở đây á rất là đặc biệt, người ta nấu qua năm suốt tháng luôn. Và đây là cà phê ở Ethiopia, một trong những quốc gia phát hiện ra hạt cà phê đầu tiên trên thế giới vào thế kỷ thứ 16. Cái thời gian uống cà phê ở Ethiopia thì cũng khá là muộn. Hiện nay là gần 12 giờ trưa và người dân họ cũng đang gan lên những cái mẻ cà phê để bán cho những cái thực khách thưởng thức. Và đối với người dân Ethiopia thì cà phê là một cái thức uống không thể thiếu. Họ có thể uống cà phê và không ăn bánh mì. Một tách cà phê vào một buổi sáng á, đối với họ nó giống như là kích thích cho một ngày mới tràn đầy năng lượng vậy đó mọi người. Và đây là một cái tách cà phê nóng ở đây, đặc biệt là họ không uống đá và không uống đường luôn, vì họ thì quen uống với lại cái vị đường rồi, nên sẽ thưởng thức một ly cà phê có đường ngay tại Ethiopia. Do mấy anh em á thay đổi cái thời tiết nè, về nhiệt độ nè, về độ cao nè, nên cơ thể của mấy anh em mấy ngày nay á có phần giống như là cảm cúm, thậm chí là môi á nó bị khô hết à. Và thưởng thức ly cà phê này nó kích thích lại cái vị giác cho một tí xíu ăn trưa ngay tại thủ đô Addis Ababa. Và hai anh em thưởng thức hai ly cà phê chỉ 10.000 đồng tiền Việt Nam thôi mọi người. Một ly cà phê, một ly rất là nhiều cà phê luôn ha. Và đó là cái hạt cà phê đã gan sẵn, còn bên kia là hạt cà phê đang gan. Và ở người dân Ethiopia thì họ không có kiểu là nghiền cà phê ra, mà từ những cái hạt cà phê đã gan sẵn như thế này, sau đó họ sẽ bắt lên cái bếp than như thế này nấu để giữ ẩm, giữ nóng. Anh em có một cái điều mà muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị á, là ở người dân ở ngay tại thành phố này á, mặc dù là các anh em có quay ở những cái đường phố, những cái hoạt động của người dân, nhưng mà họ lại có cái gọi là họ vòi tiền của anh em, ở họ xin tiền thì cái cách duy nhất giải quyết đó là thôi không biết gì cả. Khi nãy chia sẻ mọi người á, mình đã chứng kiến hai vụ ẩu đả. Vụ thứ nhất đó là một đứa trẻ với một người phụ nữ móc túi của một người đi đường, móc cái điện thoại của anh này đi đường, và ảnh quên mình để đây cũng nguy hiểm á, nó bất an á, móc túi của người đi đường và anh rượt theo anh đánh ngay tại giữa đường luôn, lúc mà anh vừa mới qua đường á. Anh thấy một người đàn ông ngã xuống là lúc đánh á. Và cái thứ hai nữa là người ta họ giả vờ ôm một cái vị khách người Thổ Nhĩ Kỳ và có ý định móc túi với chị gái đó, chị la làng nữa đó. Cho nên là ở đây đôi khi người ta thân thiện quá mức, mình cũng phải cảnh giác nha. Thân thiện và bộ họ ôm mà chào. Và cách chào của Ethiopia là nắm tay và sau đó cà mai vào nhau. Cho nên là khi bị cà mai rất là dễ bị trà trộn. Tất cả những tài sản quý giá mà được cất trong người đó. Lúc nãy anh có thấy em là bị một cái thanh niên người đồi đá mà em. Vì không có trả tiền họ. Khủng khiếp quá. Họ bán mặt ong rồi vậy không? Uống mật ong nhiều nó say á. China, Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. No China. No China. Good. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam là China đấy. Good. Good. China.
Tôi nghĩ là như nè, người Trung Quốc là một mí đó. Có một điều là họ rất là không thích người Trung Quốc. Và mình nói là người Việt Nam á, thì họ nói ô, ở Việt Nam, họ bắt tay với mình liền. Có một cái điều á, các anh thanh niên ở quán bên đây khi mà Mùi Hồ uống cà phê đó là họ hỏi à, mình là người Trung Quốc, mình nói là I'm not China. Thì mình nói mình là người Việt Nam thì họ ra khá là thân thiện. I'm not China, Việt Nam. Good. Dạ, yeah, Việt Nam. No China. China. Ok, bây giờ mình sẽ đi ha. Đây là một người đàn ông đang uống. No, cà phê. Cà phê. Bây giờ sau khi một thưởng thức một ly cà phê á, thì các anh em sẽ tiếp tục đi ha. Thường thì người dân Ethiopia họ sẽ uống cà phê và ăn với một cái món đặc sản của người địa phương, đó là ziga. Đó là một cái món giống như là bánh bò ăn với lại những cái sốt cây á, và họ sẽ cuộn với lại một cái số nước chấm. Ở Ethiopia thì là một cái nước tiêu thụ ít calo nhất trên thế giới. Họ sẽ ăn chay vào ngày thứ tư và ngày thứ sáu hàng tuần, có nghĩa là ngày đó thì họ sẽ không ăn thịt nha mọi người. Một cửa hàng sách cũ. Water. Yes. Đây là một cái tờ báo. Đồ gì? How are you? Những cái nhà hàng mà ngay tại thủ đô á, cô bác quý anh chị có thể thấy rằng cũng còn khá là thô sơ ha. Việt Nam, I'm not China. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. Mình phải phân trần rằng là mình không phải là một người Trung Quốc và mình là một người Việt Nam, vì ở trong đôi mắt của người dân Ethiopia họ có một cái điều gì đó, họ không thích người Trung Quốc. Bao nhiêu tiền một đôi giày Phong? 30 pia thì 15.000 đồng tiền Việt Nam. Sở dĩ là phải ở đây đánh giày còn nhiều hơn đánh răng á, tại vì đường rất là bẩn và giày mình hay đi đạp phải sình, và cái việc mà trà sình ra khỏi giày thì rất là khó. Việt Nam. Wow. This is Vietnam. Yeah. Lần đầu tiên mà có một người duy nhất mà nhận diện mình ra được là người Việt Nam á. Trà giày cũng là một trong những cái cách mà kiếm tiền rất là nhẹ ở ngay tại Ethiopia. Nè, hôm bữa cho trà biết mà hở keo luôn nè. Em gửi định vị á. Việt Nam. I'm not China. China. Nói là một cái ông chú, ông nói là nhìn Phong giống người Trung Quốc quá, tại vì mắt của Phong giống như là một mí đó. Mắt em hai mí mà ta.
một cái thau, anh nghĩ là một cái thùng nước này là chè mấy đôi giày từ sáng đến chiều luôn chứ. Em thấy là phân ra là thành 4 xô không? Chà, 3 lần nữa là bỏ đồ giày luôn đó Phong. Đồ giày này khá mới mà từ lúc đi châu Phi tới giờ là nó banh sát luôn rồi. Nhưng mà không chà thì không được. Vì đạp xình miếng à. Ở người dân châu Phi á, anh thấy có những cái điểm nó rất là hay, là họ thích làm tóc nè, thích làm trắng găng và đặc biệt là thích chà giày. Từ đó thì những cái dịch vụ á, mà nó phát sinh như là chà giày ở đường phố nè, rồi làm tóc ở những cái tiệm tóc rất là nhiều, mà trên đường đi anh em mình nó không có thấy những cái tiệm trang điểm lắm mặt, nhưng mà họ chỉ chú ý là tóc thôi. Tóc của anh này dễ thương anh. Handsome. Em thấy đa số tóc của người dân châu Phi được tết lại quấn lại giống như là hình con gít á. Gần xong rồi, nhanh ha. Làm rất là nhanh, rất là sạch. Nhưng mà chè mạnh gì hư vậy hết à. Đặc biệt là thấm nước nó dễ tróc keo lắm. Ok, vỗ một cái đập, ok. 30 bia. Thôi chào anh luôn 20 bia đi. Thôi thôi. Anh xin luôn, anh xin, anh nhướng nhướng anh xin rồi. Cho anh có ấn tượng về người Việt Nam mới được. Nãy giờ do là lần đầu tiên là mình mới biết được là người ta nhận nhiều mình là người Việt á. Thôi mình đi ha. Thank you very much. Việt Nam. No, I'm not China. Mình đi sẽ đi ha mọi người. Tiếp tục một cái hành trình thôi. Có một cái điều á chia sẻ vui vui cho cô bác quý anh chị á, là một cái anh kia anh nói Phong là người Trung Quốc, nói Bùi Hồ là người châu Phi, không có hỏi. Nói là ô này châu Phi được cứ quay thoải mái. Còn Phong là người Trung Quốc. Đây là người Trung Quốc. China. Ok, China. China. Where are you from? Africa. Có một cái hay là mình phải đưa phòng ngoài kia, ông ngủ đằng đó. Mặc dù những thanh niên rất là trẻ nhưng mà họ lại siêng năng như thế này là mọi người. Đây nè, ông này nè. Ông này giúp này là Phong ơi. Bây giờ các anh em thì sẽ có một cái phần ăn để cho những ông phụ ngay tại sinh ăn ngay tại thủ đô Addis Ababa mọi người. Thực tế thì ở ngay tại châu Phi á, mình gặp được rất là nhiều vấn nạn rất là khó chịu, đó là luôn luôn bị người ta xin tiền, luôn luôn bị người ta làm khó đó. Mọi người thấy không, xung quanh mình là tới 2-3 người họ đang tìm cách xin tiền rồi. Và khi nãy thì trưa nay thì mấy anh em mình có ghé một cái nhà hàng địa phương để ăn một cái món mì xào, thì bây giờ mua dư một hộp nữa. Và muốn cho một cái người vô gia cư. Thì qua đường thôi anh hả? Ở đây vẫn tiền người mắc. Chia sẻ với mọi người như thế này. Ở châu Phi á, những ngày qua mình bắt gặp rất là nhiều cảnh người ta họ ngủ ở công viên, ngủ ở ngoài đường rất là nhiều. Khi đói thì người ta sẽ ngủ ở vỉa hè. Và hôm nay thì tụi mình có một ít đồ ăn mà. Trong này có một người vô gia cư, họ đang ngủ gục nha. Hai người này thì nên cho người nào ta? Để hai ông chia ra, nói hai ông chia ra. Ok. Bắt đi.
sẻ với mọi người á là ở bên này người ta họ ăn móc nha, chứ không phải ăn muỗng, cho nên là mình đây là món ăn mà hôm nay tụi mình mua dư dư á. Ở phía trước mọi người là hai người ở Ethiopia, châu Phi, và người ta đói ngủ gục nãy giờ thì mình với anh Bùi Hồ mới mua thêm một hộp thức ăn cho hai người này thả ăn nè. Và mọi người thấy không, họ vừa mới tỉnh dậy sau một cơn đói mê man. Anh thấy là ở bên này là người ta đói là người ta ngủ á. Người ta ngủ đây ta quên đói không? Ít vận động. Bây giờ thì mọi người đang bu vô khá là khó chịu luôn á. Agur sağ ol. Sukal gorasın da böyle. Cho nên á, mấy ngày mà ở bên này á, mình bắt gặp được cái cảnh xin ăn rất nhiều. Pose ergo. Pose. Camera. No camera. Bất an. Làm chí họ xin tiền hai anh em luôn. Khi nãy đang ngồi ghi hình thì đang cho hai người vô cửa ăn thì rất là nhiều người đến làm phiền. Cho nên sorry. Đó. Cái tình cảnh xin đồ rồi trèo kéo rồi móc túi, mình tụi mình rất là sợ cái tình cảnh là đông người họ bu nạp và họ giật đồ, tại vì trên người mình có những cái passport, những cái giấy tờ quan trọng để có thể trở về nước. Thì sao tắt rồi? Anh kiếm gì? Điện thoại hả? Vì lấy cái điện thoại rồi. Có không vậy? Có không? Đúng không? Vì lấy cái điện thoại rồi. Đu. Ôi nào. Mở lấy nè. Con lại thử đi. Bị lấy cái điện thoại à? Sao hay vậy ta? Trong đó có gì nhiều không? Hình ảnh đồ trong đó hết luôn. Thẻ nhớ rồi luôn. Đồ sao số nó hồ xui vậy ta? Đi lại đây con có thằng nào lấy không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với em Không Bụi cũng như là em Nhân đang có mặt tại thủ đô Addis Ababa, đất nước Ethiopia. Và ngày hôm nay là ngày cuối các anh em sẽ quay về lại Việt Nam với một cái hành trình dài. Trước khi quay về lại Việt Nam thì anh em sẽ quay chia sẻ cho cô bác anh chị về một cái thủ đô ngay tại châu Phi. Thật sự là bất ổn cô bác anh chị. Sau khi đi dạo một vòng ngay thủ đô này rất là bất ổn vì xã hội á, tình trạng là xin tiền nè, cướp giật nè, và thậm chí là cả trèo kéo các kiểu. Và để nói sao với cô bác quý anh chị về cái thông tin này chứ Phong em chia sẻ giùm được không? Nãy giờ hai anh em mình với anh Nhân Gà có động viên anh Bùi Hồ rất là nhiều. Nói thôi thì của đây thay người, nhưng mà cái điều mà anh tiếc nhất đó là những cái thước phim, những hình ảnh chụp ở đất nước Ethiopia. Và từ đầu buổi khi mà bước ra khỏi khách sạn thì mình đã chứng kiến hai cái vụ cướp giật, một vụ cướp và một vụ móc túi, và người ta đánh đập ở giữa đường. Mọi người cũng đã xem những cái thước phim đầu rồi. Trưa nay khi mà hai anh em á có ghé vào nhà hàng ăn thì có kể nhau câu chuyện là nhiều người vô gia cư, cho nên là mua một cái hộp đồ ăn để dành cho những người ngồi đường. Trong quá trình mà mình đang trao đồ ăn và anh Hồ đang đứng ghi hình thì xảy ra sự cố như vậy. Họ đến họ tìm mọi cách để họ làm khó, đó là không được chụp ảnh với phim, không được này nọ. Nhưng thực tế là đó là một màn trà trộn. Và trong đó thì có một cái ông lão ngồi ở đó. Thì tất cả những người này sau này, bây giờ mình về khách sạn mình trình lại câu chuyện đó cho những cái người nhân viên khách sạn, thì họ chia sẻ là những người vô gia cư đó là được chăn dắt bởi những thanh niên khỏe mạnh. Và họ nói là đó là những cái đối tượng mà có khả năng cao. Mình không dám khẳng định tại vì mình không có bắt tại trận. Nhưng mà
trong thành viên những cái nhóm thanh niên mà làm khó tụi mình á thì có một người tác động vật lý lên trên cơ thể của anh Hùng. Anh nhớ cái thời điểm nào không? Có một điều như thế này cô bác quý anh chị, khi mà Bùi Hồ cầm hai cái máy quay, một cái máy của em Phong với lại máy Bùi Hồ để chia sẻ những cái phần thức ăn cho các ông cụ vô gia cư. Tại vì anh em nhìn thấy những người đó rất là đói, và khi quay thì em Phong có nói em Phong cho thức ăn thì những người đó nó không được quay hình, và các anh em ngưng quay và đi về. Trong lúc mà đi về thì có một cái nam thanh niên trẻ nắm nhéo một cái tay rất là mạnh vô cái tay của Bùi Hồ, và họ nói buông ra, thì quay lại nói Phong ơi mất điện thoại rồi. Bàng hoàng cô bác anh chị, những cái thông tin, những cái hình ảnh mà kỷ niệm ngay tại đất nước Ethiopia đã không còn nữa, tất cả đều chụp ở trên cái điện thoại đó. Vậy không nói gì về vật chất, nhưng mà nói tạm nói về cái việc mà những cái kỷ niệm ngay tại châu Phi, và nó cũng gây ra một cái ấn tượng xấu đối với mọi người về sự an toàn, sự thân thiện, và rất khó để anh em có thể có một cái ấn tượng tốt đối với một quốc gia nằm khu vực Bắc Phi. Thôi thì như thế này, không phải là chia sẻ trong clip này để than kể điều gì, nhưng mà cũng để cho mọi người có một cái sự chuẩn bị khi mà nếu như đến một cái quốc gia như mà mấy anh em mình đến, nên cẩn thận những vật tài sản khi mà hạn chế tiếp xúc với những người lạ. Có một cái điều nữa, từ bữa giờ mình rất là cẩn thận nha. Ở châu Phi người ta chào một cái động tác chào mà rất là dễ bị mất đồ, ví dụ như là bắt tay nhau và họ phải chạm vai vào nhau như 3 lần như thế này, thì khả năng là quá trình mà mình chào cách như vậy á, thì mình cứ nghĩ là khách du lịch cứ nghĩ là ồ vậy là đây là cách chào rất là thú vị và thân thiện, người ta quên đi những cái tài sản trong người. Cho nên là câu chuyện này cũng là một cách để giúp cho mọi người cảnh giác hơn. Thôi thì chia buồn anh Hồ. Đây là chia buồn lần hai. Lần đầu á thì ngay tại sân bay thì bị mọi người giữ lại cái thiết bị máy quay. Lần này thì trước khi ra về á thì lại mất luôn cái điện thoại. Nói giống như em Phong nói, nó không phải là để kể lể lại rằng là mình đã bị mất đồ đưa lên mạng, thì đó là một cái tài sản cá nhân. Nhưng mà trước khi đi á, thì cái chính phủ ở Ethiopia họ nói rằng là không cho những người nữ đi du lịch ở Ethiopia. Thì mình nói sao lại phân biệt như vậy? Có nghĩa là bao nhiêu đó thôi để cho cô bác quý anh chị hiểu cái tình hình ở đây nó bất ổn đến cỡ nào. Một cái thật ra thì tự nhiên bây giờ mình lại không có cảm tình gì với lại châu Phi đối với những người khách du lịch như thế này. Không biết chia sẻ thôi, bây giờ cổ đi cổ mất thì cũng đã mất rồi, có tiếc nuối thì nó cũng đã không còn nữa. Và quan trọng là thời gian sắp tới là quay về Việt Nam để mà chia sẻ lại cho cô bác quý anh chị những cái thước phim được nào thì còn chia, những cái thước phim nào đã quay được còn lưu lại thì chia sẻ cho cô bác quý anh chị xem. Thì rất mong là cô bác quý anh chị sẽ hiểu và thông cảm cho các anh em. Thôi thì đây là một cái thước phim đều buồn trước khi kết thúc để quay về lại Việt Nam. Tạm biệt mọi người nha. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ha.